Đồng hành cùng Học Văn Chị Hiên để chinh phục 8+ trong mọi kỳ thi các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì chị đã có mặt cùng với các em trong video bài giảng ngày hôm nay. Với buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với chị đi tìm hiểu hai văn bản. Thứ nhất đó chính là phần văn bản đọc mở rộng theo thể loại. Thứ hai là đọc kết nối chủ đề. Và mục tiêu ở trong bài học ngày hôm nay đó chính là chúng mình sẽ vận dụng toàn bộ những cái phần nội dung kiến thức liên quan đến phần phương pháp đọc theo thể loại để chúng mình cùng nhau thực chiến các em nhé. Và bây giờ thì chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu văn bản đầu tiên, đó chính là văn bản đọc mở rộng theo thể loại cuộc tu bổ lại các dòng vật, được không ạ? Và phần này thì các bạn chú ý quan sát lên bảng, đồng thời thì các em có thể mở vở để chúng mình ghi chép bài nhé. Và trước khi chúng mình bắt đầu học thì chị lưu ý lại với các em một vài những đặc điểm nghệ thuật chính khi chúng mình đi tìm hiểu các tác phẩm tự sự nói chung, và đặc biệt đó chính là các tác phẩm thuộc thể loại thần thoại. Thì các em chú ý cho chị những yếu tố liên quan đến hình thức đặc sắc nghệ thuật, đó chính là thời gian và không gian nghệ thuật. Và có còn nhớ thời gian và không gian nghệ thuật trong các tác phẩm thần thoại thì đó là gì không ạ? Cùng nhau suy nghĩ và nhớ lại phần nội dung kiến thức mà chị em chúng mình đã học nhé. Rồi nhân vật thì sẽ như thế nào, cốt truyện là làm sao, rồi thông qua đó thì các em rút ra bài học, rút ra thông điệp như thế nào. Thì đấy là một vài những cái lưu ý mà chị nhắc lại để các em có thể sâu chuỗi lại được cái phần phương pháp mà chúng mình đã được học ở các buổi trước. Sau đó chúng mình cùng nhau áp dụng thực hành cho bài đọc mở rộng ngày hôm nay, được không nào? Thế thì bây giờ các bạn chú ý cho chị vào trong sách giáo khoa trang số 21, hoặc là các em có thể quan sát lên trên màn hình của chị nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc văn bản trước khi chúng ta thực hành. Vậy thì bây giờ chị mời các bạn quan sát lên trên bảng giúp chị. Các bạn chú ý nhé. Chúng mình cùng nhau đọc văn bản. Chúng mình mở sách giáo khoa trang số 21 giúp chị. Cuộc tu bổ lại các giống vật thần thoại Việt Nam. Ngọc Hoàng trước khi sáng tạo ra con người đã nặn ra vạn vật, nhưng lúc sơ khởi, một phần vì thiếu nguyên liệu, một phần cũng vì vội vàng muốn có một thế giới ngay trong một sớm một chiều, cho nên có một số động vật có cấu tạo chưa được đầy đủ. Có con thiếu cánh, có con thiếu chân. Vì thế sau đó, có một hôm Ngọc Hoàng phái 3 vị thiên thần mang nguyên liệu xuống núi để làm công việc tu bổ, bù đắp cho những con vật nào mà cơ thể còn chưa đầy đủ. Khi đấy ban bố ra, mọi giống vật đều tranh nhau tìm đến nơi ở của thiên thần để xin những thứ mà mình thiếu. Thiên thần cố làm tròn nhiệm vụ trong những ngày lưu lại ở hạ giới. Mọi giống vật khi ra về đều lấy làm thỏa mãn. Khi một phần phát cho nguyên liệu để giống vật vừa hết thì có một con vịt và con chó cùng đến một lần xin mỗi một cẳng còn thiếu, vì chỉ mới có 3 cẳng, vịt chỉ có với 1. Thấy họ đến, thiên thần từ chối với lý do nguyên liệu đều đã hết nhãn. Nhưng sau thấy hai con vật nài nỉ dục quá, thiên thần thương tình bèn tạ bẻ chân ghế, chắp một chân cho con vịt và một chân sau bị thiếu cho con chó. Thiên thần dặn vịt và chó rằng khi nào ngủ chớ để cẳng xuống đất, để nó dây phải bùn nước lâu ngày mục đi chăng, vậy còn phải dơ cho lên khô ráo. Vịt và chó đều nhất nhất vâng lời. Vì thế mà sau này hai giống vật ấy lúc nào ngủ đều có một cẳng dơ lên trên không. Sau khi vịt và chó ra về, cả 3 thiên thần soạn sửa lên trời thì bỗng có mấy loài chim khác cùng một lúc như chìm triện, đỏ nách và ốc cong. Bọn chúng vì lúc được sáng tạo, Ngọc Hoàng làm vội nên con nào cũng thiếu cả 2 chân. Thấy thiên thần khoát tay từ chối, bọn chúng lấy cớ là vì nghe tin quá chậm, lại không có chân nên không thể đi nhanh, mà cố vật này thiên thần giúp cho mình. Một trong 3 thiên thần thấy chúng cầu khẩn mãi mới bẻ một nắm hương gắn cho chúng mỗi con một đôi chân. Khi thấy chân mình quá yếu ớt, bọn chim kia kêu lên: chết nỗi! Chân như thế này thì đậu thế nào cho vững được? Thiên thần trả lời: hãy chịu khó giữ gìn một chút là được. Bao giờ muốn dùng nó thì hãy đặt nhớm chân xuống đất xem có vững rồi hãy đậu. Sau này nếu có gãy, chúng ta lại sẽ thay thứ khác. Vì thế mà từ đó dòng dõi các loại chim còn có thói quen chới với 3 lần để thử đặt chân trước khi đậu. Và đó là toàn bộ nội dung của văn bản ngày hôm nay chúng mình cùng với chị đọc cũng tu bổ lại các giống vật. Không biết là với quá trình chị đọc cùng với các em thì các em có theo kịp không? Nếu như không theo kịp thì chúng mình dừng lại video bài giảng và sau đó đọc lại 1-2 lần để chúng mình nắm được cái nội dung ban đầu khi mà các em bắt đầu tiếp nhận các em nhé. Rồi, thế thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị đọc hiểu cái văn bản này dưới góc độ thể loại. Thì trước tiên chúng mình cần phải lưu ý cho chị về các đặc sắc hình thức nghệ thuật mà chúng mình đã được nhắc nhớ, đó là không gian thời gian nghệ thuật này, đó là nhân vật, đó là cốt truyện, đúng không nào? Thì bây giờ các bạn lại tiếp tục chú ý lên trên phần trình chiếu của chị ở đây nhé. Các bạn chú ý cho chị, trước tiên chúng mình có không gian và thời gian nghệ thuật, được không ạ? Các bạn chú ý giúp cho chị. Thế thì không gian và thời gian nghệ thuật ở đây các em có thể quan sát và đọc kỹ lại trong phần văn bản thì chúng ta có thể thấy rằng không gian trong văn bản chúng mình đọc đó là không gian trên thiên đình, ở đó có Ngọc Hoàng và các vị thiên thần, đúng nào? Rồi dưới hạ giới thì chúng ta thấy có không gian của các loài vật, của vịt này, của chó này, của các loài chim và của các loài động vật khác nữa, đúng ạ? Thì từ đây chúng ta có thể rút ra một cái nhận xét chung, đó chính là không có xác định nơi trốn cụ thể. Đây là không gian của vũ trụ đang trong quá trình tạo lập, khi mà đất nước thế giới đang ở trong cái thuở sơ khai và cần tạo ra nhiều loài giống vật khác nhau. Được chưa? Các bạn chú ý xác định cho chị là như vậy. Còn thời gian thì sao? Đó là thời gian của cổ xưa, là thời gian xa xôi, là thời gian của rất rất lâu rồi, chúng ta không thể xác định cụ thể đó là vào năm nào tháng nào. Và khi các bạn xác định được khoảng không và thời gian trong cái văn bản của tu bổ lại các giống vật này thì các em lại sẽ thấy rất là giống với đặc điểm chung của không gian và thời gian trong các tác phẩm thần thoại mà chúng ta đã học, ví dụ như thần trụ trời này, đúng không ạ? Rồi Prometheus và loài người các em đã học đấy, thì chúng ta thấy có cái điểm gặp gỡ và tương đồng rồi, đúng không nào? Đó, thì các bạn chú ý cho chị nhé. Rồi đến phần nhân vật thì các em chú ý cho chị, nhân vật được nhắc đến ở trong văn bản này thì chúng ta thấy có nhân vật Ngọc Hoàng, người sáng tạo ra muôn loài muôn vật, đúng không ạ? Và đặc biệt có 3 vị thiên thần, và lý do vì sao có thêm 3 vị thiên thần này là bởi vì cái thuở sơ khai, vì muốn tạo lập thế giới trong một sớm một chiều và còn do thiếu nguyên liệu nữa, thế nên các loài vật được sáng tạo ra thuở ban đầu ấy còn thiếu sót rất là nhiều, đúng không ạ? Con thì thiếu chân, con thì thiếu mỗi cái bộ phận khác nhau, ví dụ như con vịt với con chó thì mỗi con lại thiếu một chân này, đúng không? Còn đặc biệt như các giống chim thì còn không có cả chân. Thế nên nhiệm vụ của 3 vị thiên thần lưu xuống hạ giới lần này đó chính là tu bổ lại các giống vật để hoàn thiện chúng hơn, đúng chưa ạ? Và đặc điểm của các nhân vật trong các tác phẩm thần thoại nói chung và ở trong văn bản chúng ta học ngày hôm nay thì đều là các vị thần, và họ đều là những vị thần có năng lực siêu nhiên, đó là sáng tạo ra thế giới, Ngọc Hoàng, đúng không ạ? Rồi có khả năng tu bổ lại các giống vật, lấy chân ghế cho con vịt, cho con chó và thành chân của chúng, và nhớ là căn dặn chúng là tránh những cái nơi bùn đất ẩm ướt để tránh bị bổ, đúng không ạ? Rồi đối với cuộc tu bổ của các giống chim thì lấy một nắm hương, sau đó thì lắp cho các loài chim, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng sau này khi em quan sát thấy các loài chim của chúng mình thì nó đều có 2 chân, thế nhưng mà chân của các loài chim thì đều rất là yếu, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta được lý giải bởi trong cuộc tu bổ lần này các vị thiên thần lấy cái chân của quay hương để làm chân cho các loài chim. Đó. Thì tự nhiên chúng ta có thể thấy rằng biến hóa dù cái này, thế là những con chim ra không có chân thành có chân, mọi con vịt thiếu chân thành có chân, con chó thiếu chân thành có chân. Thì đó là những năng lực rất là siêu nhiên mà chỉ có ở các vị thần, đúng không ạ? Các bạn lưu ý chị như vậy nhá. Còn cốt truyện các em có thể thấy vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Chỉ có hai sự kiện xảy ra. Sự kiện thứ nhất là Ngọc Hoàng tạo ra vạn vật và muôn loài, thế nhưng mà do thiếu nguyên liệu và vội vàng muốn một sớm một chiều tạo ra được thế giới của các loài vật, thế nên các con vật, các loài động vật của chúng ta khi tạo ra thì có cấu tạo chưa có đầy đủ. Chính vì lẽ đó mới xuất hiện cái sự kiện thứ hai mà các em có thể quan sát được ở đây, đó chính là phái ba vị thiên thần mang nguyên liệu xuống dưới hạ giới để tu bổ lại các giống vật, giống nào thiếu cái gì thì bổ sung thêm cái đó. Được chưa? Thì đấy là hai sự kiện, và với hai sự kiện này thì các bạn sẽ có thể thấy rằng rất đơn giản và nó xoay quanh chính cái quá trình tạo lập ra muôn loài, đúng không ạ? Ra thế giới của muôn loài và vạn vật, đúng chưa ạ? Thì các bạn có thể thấy rất là đơn giản và các em có thể chủ động đọc hiểu được văn bản này, được chưa ạ? Được không nào? Đó, thì các bạn đã cùng với chị tìm hiểu xong toàn bộ hệ thống đặc sắc hình thức nghệ thuật có trong văn bản cuộc tu bổ lại các giống vật. Thế thì ở đây có một cái lưu ý mà các bạn cần phải lưu tâm chút với chị, đó chính là chúng mình cùng so sánh một chút xíu giữa thần thoại của Việt Nam và thần thoại của Hy Lạp thì có điểm gặp gỡ và tương đồng như thế nào, hay chúng có gì khác biệt hay không. Thì bây giờ các bạn cùng chú ý lên trên bảng, chúng mình cùng với chị hoàn thiện cái phiếu học tập sau. Và ở trong phiếu học tập này thì chị đã đặt ra cho chúng mình những cái tiêu chí để chúng mình so sánh. Trước tiên các bạn đặc biệt lưu ý chị, chúng mình sẽ lấy hai văn bản tiêu biểu cho hai thể loại, được không ạ? Cho thể loại thần thoại của hai khu vực khác nhau, đó là thần thoại của Việt Nam và thần thoại của Hy Lạp. Thế trước tiên thần thoại Việt Nam thì chị lấy cuộc tu bổ lại các giống vật mà chúng mình vừa mới đọc đấy. Rồi thần thoại Hy Lạp thì chị lấy văn bản Prometheus và loài người mà các em học ở bài hôm trước, được không nào? Thế thì bây giờ trước tiên chúng ta tìm ra những cái điểm gặp gỡ và tương đồng, hay cái khác là chúng ta tìm ra những cái điểm giống nhau giữa hai văn bản này, được không ạ? Thế thì bây giờ các bạn chú ý chị, chúng mình hãy nhớ lại những phần nội dung kiến thức mà các em đã học về Prometheus và loài người, và đồng thời với tất cả những cái phần kiến thức mà chị em chúng mình vừa mới trao đổi ở phía trước về văn bản cuộc tu bổ lại các giống vật, thì các em hãy chỉ ra cho chị những cái đặc điểm mà chúng ta thấy giữa hai văn bản này có cái điểm gặp gỡ và tương đồng ạ. Các em ơi, rồi, thế thì trước tiên chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra, đầu tiên cả hai văn bản này đều nhằm lý giải nguồn gốc của muôn loài và vạn vật, đúng không ạ? Đều nhằm lý giải nguồn gốc của muôn loài, đúng chưa ạ? Của muôn loài và vạn vật. Rồi đặc biệt chúng ta thấy có sự gặp gỡ ở đây, đó là các nhân vật đều là các vị thần, đúng không ạ? Mà đã là các vị thần thì đều mang trong mình năng lực siêu nhiên, đúng không ạ? Đó là Ngọc Hoàng tạo ra thế giới, đúng không ạ? Đó là ba vị thiên thần đó, mang nguyên liệu xuống dưới trần gian để tu bổ lại các giống vật. Đó. Còn Prometheus và loài người thì chúng ta nhờ có nhân vật Prometheus và Epimetheus, đúng không ạ? Hai nhân vật đảm trách cái công việc đó là tạo ra vạn vật và muôn loài, đặc biệt trong đó có con người của chúng ta, đúng không nào? Đó. Rồi chẳng những thế thì các bạn chú ý chị, không và thời gian nghệ thuật, đúng không ạ? Không và thời gian nghệ thuật. Thì trước tiên về không gian, chúng ta đều có thể thấy đó là khoảng không gian không xác định, đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết đó là không gian của vũ trụ đang trong quá trình tạo lập, đúng chưa? Các bạn chỉ nhớ chị là như vậy nhá. Còn thời gian thì sao ạ? Quá là dễ rồi, đúng không? Thời gian là gì? Thời gian là gì ạ? Thời gian cổ xưa không xác định, đúng không ạ? Hay là thời gian cổ sơ, cổ xưa không xác định, không xác định thời gian cụ thể. Đó, thì các bạn lưu với chị là như vậy. Đây là cái điểm gặp gỡ giữa thần thoại Hy Lạp và thần thoại Việt Nam, bởi vì nó đều chung thể loại, đó chính là thần thoại là một thể loại văn học ra đời từ thuở sơ khai sớm nhất, khi con người bắt đầu nhận thức về thế giới và các sự vật, sự việc xung quanh mình, đúng không nào? Thế thì không chỉ là người châu Á, không chỉ người châu Âu, thì chúng ta đều thấy có những đặc điểm rất là giống nhau với những điểm gặp gỡ và giao thoa, đúng không ạ? Thế là chúng ta nhìn góc độ thể loại, và đặc biệt ở trong mỗi một văn bản thì chắc chắn là sẽ có những cái điểm khác biệt, và chúng ta đang đặt trong mối quan hệ so sánh giữa một tác phẩm thuộc thần thoại Việt Nam, một tác phẩm thuộc thần thoại Hy Lạp, và đặc biệt ở đây chúng ta thấy có sự khác nhau về mặt văn hóa, thế nên sẽ có những cái điểm khác nhau. Thế thì điểm khác nhau đầu tiên chúng ta xét về nhân vật đấy ạ. Thì nhân vật chúng ta thấy ở trong văn bản cuộc tu bổ lại các giống vật, chúng ta thấy có sự xuất hiện của Ngọc Hoàng và ba vị thiên thần, đúng không ạ? Trước tiên các bạn chú ý chị, Ngọc Hoàng và ba vị thiên thần, đúng không ạ? Này, ba vị thiên thần và cũng như Ngọc Hoàng thì đây chính là cái cách để gọi tên các vị thần rất là Á Đông, đúng không ạ? Rất là châu Á. Đó. Còn đối với thần thoại Hy Lạp thì chúng ta thấy có gì ạ? Có thần rớt này, có Prometheus, Epimetheus, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy có sự xuất hiện của các vị thần khác nữa, và nó mang cái tên gọi của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của Prometheus, chị viết tắt nhé, và Epimetheus, đúng không ạ? Được chưa nào? Tên của các vị thần. Đó, các vị thần này thì đều giống nhau, là đều có năng lực siêu nhiên, nhưng cái tên gọi nó khác nhau, nó mang cái dấu ấn văn hóa của từng vùng miền, từng khu vực, từng lãnh thổ khác nhau. Thì các bạn chú ý chị là như vậy nhé. Rồi tiếp theo về cốt truyện đi ạ. Thế thì cốt truyện cái giống nhau ở đây thì đều rất là đơn giản, xoay quanh cái quá trình tạo lập ra thế giới vạn vật, lý giải nguồn gốc của muôn vật, đúng không ạ? Tuy nhiên cái khác nhau ở đây thì các bạn lại đặc biệt chú ý chị, trong cuộc tu bổ lại các giống vật thì tập trung giải thích về đặc điểm của các loài vật, đúng không ạ? Tập trung giải thích đặc điểm của các loài vật, đúng chưa ạ? Ví dụ như là vì sao mà con chó, vì sao mà con vịt lại phải giơ một chân lên, rồi vì sao loài giống nhà chim mỗi lần động thì cần phải nhón chân 3 lần. Đó, còn đối với Prometheus và loài người thì đặc biệt chúng ta có thể thấy không chỉ là lý giải nguồn gốc của muôn loài, mà đặc biệt để tập trung lý giải về nguồn gốc của ai ạ? Của con người, đúng không ạ? Cũng như sức mạnh của con người. Trong Prometheus và loài người, không biết là các em có còn nhớ, mỗi một loài vật được Epimetheus sáng tạo ra thì đều mang trong mình một đặc ân của vị thần, đúng không ạ? Để chống chọi lại thiên nhiên dữ dội, đúng không? Chống lại thời tiết khắc nghiệt. Còn riêng loài người sáng tạo sau cùng, Epimetheus đồng đội đã để cho con người thiếu đi đặc ân của vị thần, và Prometheus đã ban cho con người một đặc ân, và đó cũng chính là sức mạnh của con người, và đó cũng chính là nguyên nhân để tạo ra nền văn hóa mà chúng ta đang thừa hưởng như ngày nay, đó chính là ngọn lửa, đúng không ạ? Các bạn chú ý chị là như vậy nhé. Thế thì sau khi hoàn thành phần phiếu học tập này thì chị em chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa. Chúng ta đã tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản cuộc tu bổ lại các giống vật và Prometheus và loài người, được chưa nào? Thì các bạn lưu ý giúp cho chị là như vậy. Và sau cái phần này thì các bạn lưu ý là chúng mình sẽ rút ra được bài học gì khi mà các em đọc hiểu về văn bản thần thoại. Chúng ta rút ra bài học gì ạ? Nào, bài học của chúng mình rút ra ở đây là gì đây? Khi chúng ta đọc văn bản thuộc thể loại thần thoại, được chưa? Thì các bạn cần có những cái lưu ý như thế nào? Trước tiên, chúng ta cần phải nắm nắm chắc về kiến thức thể loại, đúng không ạ? Đó là gì? Đó là những yếu tố liên quan đến đặc sắc nghệ thuật, như không gian, như thời gian, như nhân vật, như cốt truyện, và tất cả những yếu tố đó có đặc điểm như thế nào gắn liền với cái thể loại thần thoại này thì các bạn đã nhớ rồi đúng không? Kiểm tra lại một chút xíu, chỉ cho các bạn khoảng 2 phút để các bạn nhớ lại những yếu tố thuộc đặc sắc hình thức nghệ thuật trong các tác phẩm thuộc thể loại thần thoại, được chưa? Nhớ lại này. Chúng mình có 2 phút để nhớ lại nhé. Và đồng thời qua đó thì chúng ta giúp cho chị hình dung cho chị, đúng không ạ? Nhớ chị về chủ đề, đúng không ạ? Hay nói cách khác là viết để làm gì đấy ạ? Để lý giải về nguồn gốc của vũ trụ này, lý giải về nguồn gốc của muôn loài vạn vật, có cả con người nữa, và thông qua đó thì thể hiện cái khát vọng muốn chinh phục tự nhiên, đúng không ạ? Muốn khám phá, muốn chinh phục những cái vùng đất mới, đúng không ạ? Đó thì các bạn lưu ý giúp chị là như vậy nhá, được chưa nào? Nhớ lại như thế này để chúng mình áp dụng cái phần phương pháp đọc hiểu về mặt thể loại, để chúng mình đi đọc bất cứ văn bản nào ngoài chương trình, ngoài sách giáo khoa, ngoài bộ Chân Trời Sáng Tạo, được chưa? Và đặc biệt là phục vụ cho các bài kiểm tra của các em nhá. Thì lưu ý với chị là như vậy. Bên cạnh đó có một bài học mà các em cũng cần phải lưu ý cho chị, đó chính là khi chúng mình đọc văn bản thần thoại thì chúng mình cần phải đặt tâm thế của một người sống trong cái thời đại cổ xưa ấy. Bởi vì chúng ta biết thần thoại là ra đời sớm nhất, đúng không ạ? Khi mà con người đang dần dần nhận thức về thế giới xung quanh mình. Thế nên khi các em đọc thần thoại thì các bạn cần phải đặt mình vào cái khoảng thời gian đó, đặt mình vào tâm thế của con người thời cổ đại, thời cổ xưa đó, để lý giải về vạn vật đang diễn ra xung quanh mình, được không ạ? Còn nếu như các bạn đặt tâm thế của một người hiện đại đã có đầy đủ toàn bộ những kiến thức khoa học để chúng ta có thể lý giải về sự hình thành của thế giới, về muôn loài, thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ mất đi cái đặc điểm của thần thoại. Thế nên khi mà các em đọc bất cứ một văn bản nào thuộc thể loại thần thoại thì chúng mình cần phải đặt vào vị trí của con người cổ xưa, được không ạ? Để chúng ta đọc thần thoại thì chúng ta mới thấy được cái sự hấp dẫn của một thể loại một đi không trở lại. Nó chỉ ra đời đúng vào cái thời điểm đó thôi, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy chuyện hay tiểu thuyết thì vẫn cứ tiếp diễn và phát triển, đúng không ạ? Nhưng riêng thần thoại thì chúng ta thấy đúng là một đi không trở lại, bởi vì vốn dĩ đến thời điểm hiện tại chị em chúng mình có sáng tạo ra các tác phẩm thần thoại nữa không ạ? Không, bởi vì chúng ta đã có đầy đủ kiến thức về mặt khoa học để lý giải về vì sao là có nước, vì sao có mưa, vì sao có sấm chớp, vì sao có lửa, vì sao có con chim, vì sao có con gà, vì sao có loài người của chúng ta rồi, đúng không ạ? Thế nên chúng ta không sáng tạo được thần thoại nữa. Thế nên khi các em đọc thần thoại phải đặt vị trí, đặt tâm thế vào con người cổ xưa, đặt vào trong cái khoảng không gian khi mà họ đang bắt đầu nhận thức về tất cả vạn vật xung quanh mình, để chúng ta thấy được rằng ồ, đúng là phải biết ơn những người cổ đại xa xưa, bởi vì những nhận thức đơn giản, vì những cái nhận thức mang tính cổ xưa đó mà bây giờ ngày nay chúng ta mới dần dần để có thể khám phá ra cái tri thức khoa học, đúng không ạ? Để chúng ta có thể hiểu và lý giải được về vạn vật xung quanh chúng ta dưới góc độ khoa học và chính xác đó, và từ đó chúng ta thấy được cái sự hấp dẫn, thấy được cái trí tưởng tượng bay bổng của người xưa, được chưa? Và thông qua đó chị hy vọng rằng các em thấy được chúng ta tôi rèn cho mình cái lòng biết ơn, rằng là may quá vì có lớp người đi trước đã sáng tạo ra, đã để lại cho chúng ta cái kho thần thoại vô giá này, để chúng ta hiểu rằng từ cái ngày đầu tiên nhất, cái thuở sơ khai của loài người thì họ đã nghĩ như thế nào về thế giới xung quanh. Đó thì các bạn lưu ý cho chị là như vậy nhá, được chưa? Thì đó chính là toàn bộ cái nội dung kiến thức mà chị em chúng mình đã tìm hiểu cùng với nhau khi chúng mình đọc hiểu văn bản cuộc tu bổ lại các dòng vật. Và bây giờ thì không đợi các em phải đợi chờ thêm nữa, chúng mình tiếp tục đọc thêm một văn bản nữa nhá. Đó chính là văn bản đi sang mặt đất. Đây chính là cái phần văn bản mà chúng ta sẽ đọc kết nối chủ đề. Và đối với các văn bản đọc kết nối chủ đề thì chúng mình chỉ cần trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa để chúng ta nắm bắt được cái nội dung, và từ đó chúng ta sâu chuỗi lại cái phần nội dung trong cái văn bản chúng ta đọc và với tất cả các phần văn bản mà chúng ta đã được học trước đó, để chúng ta thấy được cái mạch nội dung chảy xuyên suốt trong một cái bài lớn. Đối với các tác phẩm đọc chúng ta học là gì? Được chưa? Thế thì bây giờ các bạn chú ý chị vào trong sách giáo khoa nhé. Rồi chúng mình lại tiếp tục chú ý vào sách giáo khoa, chúng mình đọc văn bản Đi Sang Mặt Đất, chuyện của người Lô Lô trích Mẹ Trời Mẹ Đất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe chị đọc và các bạn sẽ chủ động đọc lại 1-2 lần, được chưa? Ngày xưa, từ rất xưa, người già không nhớ nổi, mấy trăm mấy nghìn đời. Ngày xưa, từ rất xưa, người trẻ không biết tới, mấy nghìn mấy vạn năm. Người mặt đất ăn chung, cùng đi và cùng ở, trồng bắp trên núi cao, uống nước từ bụng đá. Người mặt đất sống chung, cùng ở và cùng đi. Bầu trời nhìn chưa phẳng, mặt đất còn nhấp nhô, phải đi san bầu trời, phải đi san mặt đất. Kiếm con trâu sừng cong, chọn con trâu sừng dài, đẽo cho trâu cái ách, đục lỗ ách luồn dây, chảo dẻo làm dây cày, thừng dài làm dây bừa. Trâu cày bừa san đất chẳng quản gì nhọc mệt, san đất là việc chung, người tìm hang chuột chuỗi. Gọi hắn rung râu, suốt ngày trong lòng đất, tôi có thấy trời đâu. Người lại tìm tóc ếch, đứa tặc lưỡi ngồi nhìn, đứa thì kêu ộp ạp, chân tay tôi đều ngắn, san mặt đất sao nên. Xin trời đổ nước xuống, giống nào cũng không đi. Người gọi nhau làm lấy, nhiều sức chung một lòng, san mặt đất cho phẳng. San mặt đất cho phẳng, nhiều tay chung một ý, san mặt đất làm ăn. Và đó là toàn bộ phần văn bản Đi San Mặt Đất mà chúng mình cùng với chị đọc đấy. Thế thì bây giờ các bạn chú ý cho chị vào 3 câu hỏi ở trong sách giáo khoa, được không ạ? Chúng mình có 3 câu hỏi thì các bạn chú ý cho chị. Câu hỏi thứ nhất này, nêu cái nội dung bao quát của văn bản Đi San Mặt Đất. Và theo các em, nội dung của văn bản Đi San Mặt Đất này là gì? Chúng ta đọc, các bạn lại có thể chủ động đọc lại thêm 1 lần, 2 lần để chúng mình có thể nắm bắt được cái nội dung bao quát của toàn bộ văn bản. Các em có thể thấy rằng đối với văn bản Đi Sang Mặt Đất thì cái nội dung bao quát mà người xưa đang đề cập đến ở đây đó chính là gì đấy ạ? Đó chính là con người, loài người rủ nhau đi san mặt đất, đi san bầu trời để làm ăn, được không ạ? Để trồng cây, để cấy lúa, để xây nhà dựng cửa, được chưa? Bởi vì lúc đó thì bầu trời chưa phẳng, mặt đất cũng chưa phẳng, thế nên phải đi săn. Loài người có rủ các loài khác, ví dụ như là cóc ếch này, được không ạ? Ví dụ như là chuột chũi thì các loài khác đều từ chối, và con người tự rủ nhau làm lấy, mọi người cùng chung sức chung lòng để đi san mặt đất. Thì đó chính là cái nội dung bao quát trong văn bản mà chúng mình vừa đọc. Ngay từ phần nhan đề này chúng ta cũng đã có thể nắm bắt được nội dung bao quát rồi, nhưng mà các bạn đọc sâu hơn, kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy được cái nội dung bao quát một cách cụ thể hơn, được chưa nào? Câu 2, trong văn bản người Lô Lô giải thích vì sao phải đi san bầu trời, đi san mặt đất và công việc ấy do ai đảm nhiệm. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Vì sao ạ? Là bởi vì sao ạ? Các bạn chú ý quan sát ngữ liệu trong sách giáo khoa này. San mặt đất cho phẳng, san mặt đất làm ăn. Đó, san mặt đất. Tại sao chúng ta cần phải san mặt đất? Là bởi vì lúc bấy giờ thì mặt đất chưa có phẳng. Đó, thế nên phải đi san cho phẳng. Và đi san để làm gì? Để làm ăn. Và công việc này do ai đảm nhiệm? Do chính con người, được chưa? Họ rủ nhau làm lấy. Đó, thì các bạn chú ý vào cái phần ngữ liệu là chúng ta có thể trả lời được rồi. Bài này rất là dễ, thì nên chị có thể dạy nhanh một chút xíu được không nào? Bài này rất là dễ, đúng không? Rồi, câu số 3, văn bản Đi Sang Mặt Đất trích trong Mẹ Trời Mẹ Đất giúp bạn hiểu gì về quá trình tạo lập thế giới trong nhận thức của người Lô Lô xưa? Thì các em có thể thấy rằng trong nhận thức của người Lô Lô, cái quá trình tạo lập ra thế giới thì có cái sự góp mặt và tham gia của cả con người nữa, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy trong cái quá trình tạo lập ra vũ trụ ở muôn loài thì đều có tham gia vào góp mặt của các vị thần, họ sáng tạo ra, đúng không ạ? Nhưng trong quan niệm của người Lô Lô thì các em có thể thấy rằng con người cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc sáng tạo ra thế giới, đúng không ạ? Họ góp công sức của mình vào trong việc tu bổ, đúng không ạ? Vào trong việc cải tạo lại đất đai để làm gì? Để làm ăn, để xây nhà dựng cửa. Chứng tỏ người Lô Lô đã nhận thức được vai trò của mình trong cái quá trình mà cải tạo thiên nhiên cũng như phục vụ thiên nhiên, đúng chưa ạ? Phục vụ và cải tạo thiên nhiên để chính là phục vụ cho cuộc sống của con người. Đó, mục đích cuối cùng họ đi săn mặt đất để làm gì? Để làm ăn, để phục vụ cho cuộc sống của họ, đúng không? Đó, thì các bạn lưu ý chị là như vậy nhé. Đó chính là toàn bộ nội dung của phần văn bản đi săn mặt đất mà chị em chúng mình vừa mới trả lời đấy. Các em có thấy nhanh quá không? Nếu như mà nhanh quá thì ở phần bài sau các bạn cũng có thể nhắn vào cái phần bình luận để chị điều chỉnh lại nhé. Và bài này thì chị tin chắc là không nhanh đâu, bởi vì phần câu hỏi rất là dễ và phần văn bản chúng mình đọc cũng rất là tường minh rồi. Các bạn chúng mình có thể trả lời ngay và luôn, được chưa? Thì đó chính là toàn bộ nội dung mà chị đã trao đổi với các em trong video bài giảng ngày hôm nay. Và khi các em xem bài giảng và nếu như có bất cứ khó khăn hay băn khoăn nào đó, các bạn hãy đặt lại câu hỏi trong phần bình luận của phần phát trực tiếp lại các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye. Đồng hành cùng Học Văn Chị Hiên để chinh phục 8+ trong mọi kỳ thi các em nhé.